Truyền thuyết Thánh Thụ là tựa game mobile đấu tướng rảnh tay màn hình dọc được nhà phát hành CMN Online chính thức ra mắt vào hôm nay 14 tháng 7 năm 2022. Vào vai một triệu hồi sư chuyển sinh đến dị giới, nơi bạn có nhiệm vụ giải cứu cây thế giới thiêng liêng, game thủ sẽ được chiêu mộ và bồi dưỡng hơn 100 anh hùng khác nhau. Mặc dù không sở hữu đồ họa 3D khủng như một số game trên thị trường, nhưng Truyền thuyết Thánh Thụ vẫn có cho mình đồ họa đẹp mắt, dễ nhìn, phong cách châu Âu, trung cổ. Nếu game thủ đã từng chơi qua AFK Arena, sẽ thấy được nét vẽ khá tương đồng với Truyền thuyết Thánh Thụ, không màu mè rực rỡ mà màu sắc nâu trầm rất dịu mắt. Bên cạnh đấy, skill của từng tướng được trau chuốt tỉ mỉ, các hiệu ứng hoành tráng bắt mắt giúp người chơi như hòa mình vào từng trận đấu. Gameplay của Truyền thuyết Thánh Thụ CMN vẫn đi theo lối đánh 6v6 quen thuộc, đề cao quá trình bồi dưỡng và mạnh hóa đội hình. Tuy nhiên, sản phẩm lại tập trung vào phần chiến lược và khả năng tùy biến của người chơi nhiều hơn thay vì sự ngẫu nhiên thuần túy và sự may rủi khi quay tướng. Ngoài việc quay tướng thông thường, game còn cung cấp rất nhiều tính năng để bạn nhận thưởng và nhanh chóng sở hữu dàn tướng đồ sộ như ghép tướng, lai tạo tướng, ký hệ, đột phá, v.v. Ở game Truyền thuyết Thánh Thụ, game thủ sẽ thấy được sự khác biệt rõ ràng với các dòng game AFK tại Việt Nam. Các tướng trong game được chia làm 7 thế lực khác nhau. Tuy nhiên, các tướng trong 7 thế lực này không chia phẩm chất, các chỉ số cơ bản đều mạnh như nhau. Chỉ khác biệt là các tướng được chia thành 8 chức nghiệp, gồm hộ vệ, chiến binh, pháp sư, phù thủy, thuật sĩ, thuật sư, xạ thủ, sát thủ. Mỗi chức nghiệp sẽ có nhiệm vụ nhất định trong đội hình như hộ vệ bảo vệ hàng sau, pháp sư gây sát thương phép, xạ thủ gây sát thương vật lý, sát thủ tấn công hàng sau. Và như bao game thẻ tướng giành tay khác, ngay cả khi người chơi offline thì các anh hùng của bạn trong Truyền thuyết Thánh Thụ Mobile vẫn chăm chỉ tiêu diệt quái thú, thu về chiến lợi phẩm hữu ích giúp bạn tăng cấp nhanh, duy trì ngưỡng sức mạnh ổn định cho đội hình. Chính vì vậy, nếu có nhiều thời gian, bạn có thể chơi hàng ngày. Nhưng nếu bận rộn quá thì dù có ghé thăm một vài lần trong một tuần cũng không cần phải quá lo lắng về việc thọt cấp hay thua kém người chơi khác quá nhiều đâu. Bên cạnh chuỗi phó bản đồ sộ, trò chơi còn sở hữu kho hoạt động PvE, PvP phong phú cho game thủ thoải mái chiến đấu cả ngày không thấy chán. Với phương thức phát triển phóng khoáng, đề cao yếu tố tự do, không gò bó vào bất kỳ kiểu trận hình mẫu nào mà người chơi có thể tiếp cận Truyền thuyết Thánh Thụ CMN theo cách riêng tùy thích. Trước đó, game Truyền thuyết Thánh Thụ được phát hành ở rất nhiều quốc gia khác như Đài Loan, Indonesia, Hồng Kông và Trung Quốc. Đặc biệt nhất, đó là game nằm trong top các game AFK thành công nhất tại thị trường Trung Quốc với các chỉ số cực cao như hơn 600 server ở tất cả các cổng game. Trong 7 ngày mở Alpha Test, có tới hơn 10.000 người chơi tham gia ở ngày đầu tiên. Hơn 1,5 triệu lượt rút thẻ tướng, chứng tỏ được sức hút cực lớn của game. Nhìn chung, Truyền thuyết Thánh Thụ của nhà phát hành CMN Online là một tựa game chiến thuật thẻ tướng có lối chơi rảnh tay, phù hợp với rất nhiều đối tượng game thủ khác nhau.